thấy một ông tre đây. Sao dạo này thấy nhiều tre thế nhỉ? Lọt cái chỗ này đau thế, lọt cái góc cũ ở đâu đấy. Tre, ông tre này thì chưa được mịn màng lắm, chắc mới đào mới lên. Giống này thì nó ngọt nó như thế này rồi, nhưng mà ông này chắc ông vừa mới đào bới lên chứ chưa được chậm trọng. Nên nó rất là phòng phèo. Với đây tôi thấy đằng kia có một khóm tre nữa đẹp. Bây giờ quay. Tre nè. Cây gì mới không? Hôm trước ông có cây dưới đẹp lắm. Xin chào. Rành rành như như đây là sam này, kia là mấy cái sam, đây là kim quýt, đây 4 triệu, 4 triệu, quất 4 triệu. Bên này rất nhiều xanh. Thôi, không quay bên đấy nhé. Ôi, giờ cũng ra gì về to quá. À, mới có cái linh sam đẹp quá nhỉ. Mới có về cái linh sam đẹp quá nhỉ. Đấy, cái đẹp nhất từ xưa ra. Bao nhiêu tiền chú? 7 triệu. Đắt gì. Cái đẹp thì đương nhiên. Tùy người chơi, người mê, bao nhiêu tiền thì đâu cũng mua. Cái đôi nọ, cái hồi mới quay đó, bán 9 triệu, hôm sau nó bán 21 triệu. Mình kêu ở đây có đọc đến 15 triệu, nào mua đắt nó về nó đọc. Ai làm sam lá dí siêu nhỏ đây, siêu bông đây. Mất tiền trả đấy. Cái này lá đẹp ghê nhỉ. Xanh mướt, mùa này xanh mướt. Xem nào. Đấy. Rất đầy. Cái ra hoa nó đẹp lắm. Ông nọ bảo cô để cho cái xanh quê kia, chả để cái xanh quê kia. Vâng. Chưa, cô có để cháu đâu. Bỏ. Rồi, em vẫn còn đây. Sẹo thì to quá nhưng mà mẹ thì đẹp. Đấy, đẹp. Thank you.
Đây, bông đầy chưa? Đầy chưa? Đầy, rất đầy. Đây, cái miền Nam nó mới làm được đầy này. Vừa là phong cách vừa là khí hậu. Sao chú không để cái đôi của nó ra đây? Không để cái đôi của nó ra đây cho đẹp. Không để cái đôi của nó, có cặp của nó. Đấy, khi nào ấy? Nó không... Quay một đôi á? Đấy, cho... Mang một đôi ở đây cho nó đẹp. Người ta nhìn thích. Để giấu làm gì? Đang luôn đi, đi khách nó vừa phải xong ấy, khỏi chưa đi sang thì xong. Vâng. Với yêu cầu quay không biết thằng ở đâu, tên là Trường. À. Ôi ơi. Chị tê chả biết là. Tí nữa lại về lại nhìn thấy rồi. Kể tán nó đầy kinh khủng. Sáng nay có một ông già già ông quay rồi, chắc là ông về ông đăng ngay nó nhìn luôn. À. Nhìn luôn, chắc nó nhìn thấy ra đứng đây nó điện nó hỏi luôn. Vâng. Em mua cây của anh thôi. Người trả là cũng biết là mình quên rồi đâu. Quay lại cái giấy đăng lên đi. Cái này phải để riêng có một mình một chỗ. Dễ. Ông bán ở Hà Đông mà cả nước cũng biết rồi. Nặng lắm, không quay được. Chỉ quay tán. Ba cây thế nào đây? Cây này nó không bán cái giá đâu, nhưng thôi mình mua nhiều thì bớt đi 50. Như kia kia, như cây kia, hai kia là bớt rồi đấy nhá. Bớt 50 rồi còn 400. Bớt cho mình 50. Rồi để chờ cô mang kia ra để quay. Đấy, thế nhanh. Nó đi rất đỡ phải rất là nhiều. Nói nhiều mà nhiều khi mệt, không hiểu ý nhau. Cầm thị. Sau nó dầm nó dày đẹp đấy. Đẹp. Được cái cốt rồi. Dạ. Có. Mua cây này kia. Không, không mà mùa này mà xanh ngắt rồi. Rồi. Đây là em quái nè. Vâng, à không, anh nói à? Ờ, không.
còn quá. Sắp lấy đổ nó vẫn còn. Linh Sơn kia hot nhất ở đây. Cái Linh Sơn kia hot nhất ở đây. Mọi người quay lại đây này ạ.